Disney đã rút kinh nghiệm từ vụ lùm xùm với Scarlett Johansson. Christopher Nolan chia tay Warner Bros. Sau 2 thập kỷ gắn bó. Người phán xử bị tố cổ súy cho hành vi phạm pháp. Tất cả sẽ được điểm qua trong bản tin ngày hôm nay. Chưa hết, cùng xem anh chàng họ lươn Andrew Garfield lại nói gì về tin đồn tham gia No Way Home nhé! Thứ hai vừa qua, trong buổi trò chuyện với Jimmy Fallon, Andrew Garfield tiếp tục chửi bay chửi biến tin đồn xuất hiện trong No Way Home. Khi người dẫn chương trình đề cập đến bức ảnh của anh tại trường quay nhện nhọ vô gia cư, Garfield ban đầu còn lên liệu: "Tôi không biết anh đang nói tới cái gì." Sau một hồi bị gặng hỏi, nam diễn viên cuối cùng cũng thú nhận rằng mình đã nhìn thấy bức ảnh trên và khẳng định đó là sản phẩm của Photoshop. Trước phản ứng hoài nghi của Jimmy Fallon, chàng nhẹ đáp: "Tôi đang cố để mọi người không kỳ vọng quá nhiều mà anh lại dội cho tôi gáo nước lạnh khi nói không tin. Nhưng giờ nếu họ đổi ý, muốn tôi tham gia vào cuộc chơi muộn thế này thì anh biết đấy, tôi đứng đây từ chiều." Spider-Man No Way Home mở ra cánh cửa đa vũ trụ, đồng nghĩa với việc các phiên bản khác của nhện có thể sẽ xuất hiện trong MCU. Trước khả năng ấy, Tobey Maguire vẫn chưa lên tiếng, Andrew Garfield thì không ngừng phủ nhận. Trong khi đó, kẻ thù của hai anh là Dr. Octopus và Electro đều đã xác nhận sẽ đáp xuống vũ trụ điện ảnh Marvel trong phần phim này. Trong khi nhện nhọ vô gia cư được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục phòng vé, thì hiện tại, một chiến binh khác của Marvel đã và đang gây thương nhớ tại các rạp khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu. Jungle Cruise tuần qua đạt hạng 5 với 2,3 triệu. Liệu có phải đây sẽ là hồi kết cho những ngày tháng bám trụ top 5 của anh đá tảng? Đứng thứ tư là Candyman với hơn 4,7 triệu đô góp vào con số 47,9 tổng doanh thu mà phim mang về sau 3 tuần. Vượt mặt hai tác phẩm trên để giành vị trí thứ ba là Tân binh Malignant cùng 5,4 triệu. Các cậu đã xem video review Malignant của phim chưa? Ơ kìa, còn chần chờ gì mà không xem đi? Áo quân tuần qua là Free Guy khi thu về gần 5,6 triệu đô từ các phòng vé. Top 1 vẫn là cựu nhân viên kế toán Simu Liu. Theo như sao kê, nhầm, thống kê, Shang-Chi thu được 34,7 triệu từ các nhà ra Bắc Mỹ. Nếu cách đây không lâu, giám đốc Bob Chapek của Disney gọi Shang-Chi là thử nghiệm thú vị, thì giờ coi như chúng ta thấy được kết quả của thử nghiệm đó rồi. Mới đây, nhà chuột quyết định sẽ chiếu độc quyền tại rạp các dự án còn lại trong năm 2021. Thông tin chi tiết sẽ có trong tin tiếp theo. Trước thành công ngoài mong đợi của Shang-Chi tại các phòng vé, thứ sáu vừa qua, Disney đã thông báo những phim còn lại của hãng trong năm 2021 sẽ được chiếu độc quyền tại rạp và sẽ lên sóng streaming sau 45 ngày. Có thể thấy, Shang-Chi đã tạo động lực lớn cũng như mang lại sự tự tin cho nhà chuột trong việc phát hành phim độc quyền tại rạp sau khi dành phần lớn năm nay để chiếu đồng thời các tác phẩm trên Disney Plus. Tuy nhiên, một nhân tố quan trọng khác trong quyết định của hãng là lùm xùm với chị đẹp Scarlett Johansson. Rút kinh nghiệm từ vụ kiện đau đầu vừa qua, Disney sẽ cho ra mắt dự án hợp tác tiếp theo với nhà Marvel có tựa Eternals độc quyền ngoài rạp. Thêm vào đó, Jeff Bock, chuyên gia phân tích phòng vé của Exhibitor Relations đã phát biểu: "Có quá nhiều diễn viên trong Eternals nên nếu bị kiện thì Disney đền ốm đấy. Tôi nghĩ là họ không muốn lịch sử lặp lại đâu." Sau đây là lịch chiếu rạp các dự án sắp tới của Disney. Trong lúc ngóng nhà chuột đẩy phim ra rạp, vẫn còn những tác phẩm khác không kém phần chất lượng ra mắt các nền tảng trực tuyến vào tuần tới đang chờ các bạn khám phá đấy. Nếu bạn ấn tượng với 8 nhân cách của Kevin trong Split thuộc Unbreakable Trilogy thì chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên OMG khi hay tin tác phẩm ấy lấy cảm hứng từ một vụ án hiếp dâm hàng loạt. Không những vậy, Bill Milligan, nhân vật đã trở thành hình mẫu cho Kevin, có tới 24 nhân cách, mang giới tính, độ tuổi, quốc tịch và tên gọi khác nhau. Vụ án này có diễn biến thế nào? Hãy tìm câu trả lời với series 24 nhân cách của Billy Milligan lên kệ Netflix vào 22 tháng 9 tới. 8 hay 24, con số đó quả thực là muỗi so với 64 nhân cách của cô nàng Crazy Jane, thành viên của Doom Patrol. Còn gì nghịch lý hơn việc bị xã hội ruồng bỏ mà lại phải chiến đấu bảo vệ chính những kẻ hắt hủi mình? Cùng là thành viên nhà DC, Doom Patrol và biệt đội tự hủy đâu mới là đỉnh cao của sự kỳ cục. Mùa 3 series sẽ có mặt trên HBO Max vào 23 tháng 9 tới. Đón xem cuộc hành trình vừa thú vị vừa lố bịch của những anh hùng đặc biệt bất thường này nhé! Nếu đội trưởng Mỹ không phải Steve Rogers mà là Peggy Carter, sao Chúa không phải Peter Quill mà là T'Challa thì sao? Nếu Avengers chưa từng được thành lập thì ai cứu thế giới? Nếu là đại phu không mất tay mà mất tim thì điều gì xảy ra? Nếu các siêu anh hùng biến thành zombie thì đánh nhau kiểu gì? Nếu Killmonger và Tony Stark là BFF thì sao?
Nếu trong đầu bạn có 1.000 câu hỏi như trên, thì hãy tìm lời giải đáp vào thứ tư hàng tuần qua series What If trên Disney Plus và thứ bảy hàng tuần qua các video tìm chứng trên kênh Phim Phim. Tuần vừa rồi comment giới thiệu What If nhận nhiều lượt tương tác nhất. Vậy tuần này thì sao? Các bạn có xem được phim nào thú vị không? Để lại bình luận cho chúng mình và các bạn khác cùng biết nhé! Biết đâu phim bạn thích lại lên sóng với phim tuần sau. Trong điểm tin tuần trước, chúng mình đã nhắc tới phim về Thế chiến thứ hai của Christopher Nolan rồi nhỉ? Dự án này rồi sẽ về tay ai sản xuất đây? Chắc chắn không phải Warner Bros đâu, vì Christopher Nolan mới đây đã say bye với hãng này rồi. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Deadline xác nhận Christopher Nolan chính thức nói lời tạm biệt với hãng Warner Bros sau 19 năm gắn bó. Theo đó, dự án về Thế chiến thứ hai của vị đạo diễn sẽ cập bến Universal Pictures. Nolan bắt đầu hợp tác với Warner Bros từ tác phẩm Insomnia năm 2002 và kết thúc với Tenet năm 2020. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến bộ 3 phim Batman với The Dark Knight và The Dark Knight Rises đều mang về cho hãng hơn 1 tỷ đô doanh thu toàn cầu. Nhiều người cho rằng việc Nolan rời studio có liên quan tới phát ngôn chỉ trích mô hình chiếu phim song song tại rạp và trên HBO Max. Trong buổi phỏng vấn với trang ET Online hồi cuối năm 2020, vị đạo diễn bày tỏ ông không đồng tình với hình thức phát hành này. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này vì họ không chịu bàn với ai cả. Năm 2021, họ có những nhà làm phim thuộc top đầu thế giới, có những ngôi sao hàng đầu và dồn biết bao tâm huyết vào các dự án mà đáng ra phải được trải nghiệm trên màn ảnh rộng. Thế mà giờ đây, chúng lại được phát trên nền tảng trực tuyến non trẻ. Tác phẩm đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của Nolan và Universal sắp tới xoay quanh nhà khoa học J. Robert Oppenheimer, một trong những cha đẻ của bom nguyên tử. Nam tài tử Cillian Murphy hiện vẫn đang trong quá trình thương thảo cho vai chính. Tiếp theo, cùng chúng mình đến với phần điểm tin và những cập nhật mới nhất về tiền truyện của Mad Max, series Twisted Metal và Luther bản điện ảnh. Warner Bros. Lùi lịch phát hành tiền truyện Mad Max. Nếu coi chờ đợi là hạnh phúc, thì chắc hẳn fan của Mad Max là những người hạnh phúc nhất trên đời khi lịch phát hành của Furiosa được hoãn thêm gần một năm. Phần tiền truyện ban đầu dự kiến chào sân vào 23 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, thứ 6 vừa qua, Warner Bros. Thông báo tác phẩm sẽ ra mắt vào 24 tháng 5 năm 2024. Dự án có sự góp mặt của ngôi sao Gambit hậu Anya Taylor-Joy trong vai Furiosa thứ trẻ và Chris Hemsworth cùng Yahya Abdul-Mateen đệ nhị. Tuy nhiên, vai diễn mà hai chàng sẽ đảm nhận vẫn chưa được tiết lộ. Anthony Mackie tham gia series Twisted Metal live action. Thời của anh chàng Falcon có vẻ đã tới. Anh vừa được đội trưởng Mỹ trao chiếc khiên kèm Spotlight trong Captain America 4, vừa nhận được vai chính trong Twisted Metal, series được chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên. Trong phim, Anthony vào vai Joe, một người giao sữa lanh lợi, ăn nói cũng nhanh và mượt như cái cách mà anh lái xe. Tuy nhiên, anh không có ký ức. Chỉ khi giao thành công một kiện hàng bí ẩn và sống sót sau cuộc chiến xe cộ khốc liệt, anh mới có cơ hội tìm hiểu về quá khứ của mình. Dự án Luther của Netflix công bố dàn diễn viên. Mới đây, Luther Movie của Netflix đã công bố dàn diễn viên chính, bao gồm Idris Elba, Andy Serkis và nữ diễn viên Cynthia Erivo. Phim sẽ nối tiếp TV series cùng tên, xoáy sâu vào cuộc đời của thanh tra Luther, một sĩ quan tài giỏi, ám ảnh với công việc tới mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả phá luật để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, anh sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa kép, từ nữ thanh tra đối thủ do Erivo thủ vai, tới tay tội phạm phản diện của Serkis. Hit drama quốc tế nhiều rồi, người Việt dùng hàng Việt, chúng ta cùng rèn luyện phổi với một chút drama trong nước về bộ phim Người Phán Xử nhé. Ngày 14 tháng 9, tại cuộc họp góp ý cho dự thảo luật điện ảnh sửa đổi, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đưa ra hai phương án về phổ biến phim trên không gian mạng. Phương án 1, các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng phải tự kiểm duyệt nội dung, tự phân loại. Sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông, hậu kiểm, kiểm tra, xử lý việc tự phân loại phim phổ biến trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Phương án 2, dự thảo luật quy định chỉ được phổ biến phim khi có giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp hoặc quyết định phân loại của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình được phép phổ biến trên không gian mạng. Cũng trong phiên họp, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội phát biểu, hiện một số bộ phim có tình tiết cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình mới đây, VTV1 chiếu Người Phán Xử. Sau khi chiếu bộ phim đó, thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều. Ngay sau đó, không ít đạo diễn và diễn viên bày tỏ thái độ không đồng tình. Trong đó, đạo diễn Charlie Nguyễn của phim Bụi Đời Chợ Lớn chia sẻ với báo Tuổi Trẻ. Chẳng lẽ khi tội phạm bị bắt, ai cũng nói vì họ coi phim Người Phán Xử?
Diễn viên Trung Anh thủ vai lương bổng trong phim Người Phán Xử cho rằng phát ngôn của Thiếu tướng Lê Tấn Tới là thiếu căn cứ và khiến ông cảm thấy bị xúc phạm. Bộ phim chẳng có gì xấu, không phải cứ để công an đánh dập đầu kẻ địch mới là ca ngợi chiến thắng, mới là đề cao lễ phải. Trong khi đó, ở bài viết đăng tải VN Express, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng như vậy là bất công với phim Việt khi trên các trang web, các kênh phim quốc tế không che, không cắt, không giới hạn đề tài. Cuối cùng, bà kêu gọi nhà nước đối xử công bằng với phim Việt. Tuy nhiên, vẫn có số ít độc giả không đồng tình với ý kiến của nữ đạo diễn. Một độc giả bình luận: mỗi hành động của con người đều bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng, văn hóa, trình độ, cho nên cần chấn chỉnh hoạt động làm phim là đúng. Anh cho rằng phim không hay không phải là do bị cắt cảnh nóng mà là do thiếu sáng tạo. Từ đó, những món ăn tinh thần này phải câu khách bằng yếu tố xính ngoại, tình dục và bạo lực. Vậy theo bạn, điện ảnh Việt nên được kiểm duyệt kỹ càng hay để các đạo diễn tự do sáng tạo và khai thác những đề tài thật táo bạo? Và bạn nghĩ những yếu tố nào không nên xuất hiện ở phim Việt nữa? Hãy để lại ý kiến để những bạn khác cùng bàn luận nhé! Bản tin Phê Phim News đến đây là hết. Hẹn gặp lại thứ Bảy tuần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.